Cách đây gần một tháng, chúng tôi đã phản ánh về những hiện tượng bất thường như nguồn nước ngầm cạn kiệt, rạn nứt nhà ở công trình của hơn 200 hộ dân và các cơ quan trường học tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Và mới đây thì người dân có gọi tới số điện thoại của đường dây nóng chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh. Trong vòng một tuần nay, tại địa bàn xã Châu Hồng lại xảy ra các vụ sụt lún thành các hố sâu hay còn gọi là hố tử thần với mức độ nghiêm trọng hơn. Mặc dù vậy thì các nguyên nhân gây nên các hiện tượng trên đến thời điểm này vẫn chưa được xác định. Bởi vậy, càng làm tăng nguy cơ mất an toàn là nỗi lo lắng thường trực đối với người dân và chính quyền sở tại. Phóng viên chuyên mục đã đến hiện trường để tìm hiểu về vấn đề này. Đây là một trong hai hố sụt lún tiếp tục xảy ra tại xã Châu Hồng của huyện Quỳ Hợp trong vòng chưa đầy một tuần qua. Điều đáng nói đó là cái hố sụt lún này chỉ cách nhà dân chưa đầy 50 mét. Bây giờ gia đình rất lo bởi vì sập lúc nào không biết, đặc biệt là không yên mà ngủ không yên, ăn không yên. Ở chung cả ông bà cả con cháu ở chung với nhau hết, ở một nhà bây giờ bỏ hoang thôi, không dám ở nữa. Hai hố tử thần này xảy ra gần như đồng thời tại khu vực đất canh tác của người dân bản Công và bản Na Nong. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ủy ban nhân dân xã Châu Hồng đã cắm biển cảnh báo. Tuy nhiên do lo sợ người và gia súc không an toàn nếu không may sụt xuống hố sâu, nên hiện cả hai hố trên đã được người dân đổ đất đá lấp lại. Hiện tại người dân và chính quyền vẫn chưa hết hoang mang lo lắng bởi không biết những hố tử thần như thế này sẽ tiếp tục xảy ra tại điểm nào nữa, đặc biệt là vào khu vực nhà ở thì nguy cơ đe dọa đến tính mạng tài sản là rất lớn. Hiện nay thì ủy ban xã cũng đã thành lập cái tổ để thường xuyên túc trực kiểm tra giám sát cứu hộ cứu nạn, để trong cái thời gian tới nếu mà có cái vấn đề gì sập nhà cửa hoặc là có vấn đề tức là bất trắc lớn nguy hiểm thì ủy ban xã sẽ có cái phương án để di dời cái hộ dân đó ra khỏi cái khu vực đó. Hiện tại huyện Quỳ Hợp đã thuê Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún đất bất thường tại xã Châu Hồng. Tuy nhiên, qua bước đầu khảo sát của đơn vị này cho thấy địa chất tại đây khá phức tạp, phạm vi diện tích bị ảnh hưởng rộng lên đến gần 20 cây số vuông. Do đó, để đánh giá chính xác phải thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật phức tạp, mất nhiều thời gian. Ta đứng đứng đây chủ yếu là tâm tích đệ tử phủ lên trên cái nền địa hình đảo vôi. Mà nhà anh biết là đảo vôi thì thường nó có cả cái hàng ngốc cực tơ. Chúng tôi sử dụng gọi là phương pháp đo địa vật lý. Đầu tiên chúng tôi đo mặt cắt, sau đó đo sâu điện để chúng tôi xác định ra các cái yếu tố cấu trúc địa chất. Mà ở dưới sâu chúng ta không thể như thấy được bằng các cái máy gọi là đo điện mặt cắt, rồi đo sâu đường cực điện để chúng tôi xác định các cái đời ca nạp dập bờ, các cái đối tượng có liên quan đến các cái hang hốc quốc tế. Thì hiện nay cái này chúng tôi đang làm. Hiện tượng sụt đất và tụt nguồn nước ngầm bất thường ở xã Châu Hồng xảy ra từ đầu năm 2021. Rải rác đến nay đã ghi nhận 13 hố sụt lún trên các cánh đồng và sân vườn của nhà dân, gần 200 nhà cửa công trình bị nứt gãy, gần 300 giếng nước của dân bị khô cạn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hiện tượng này xảy ra nhiều hơn. Chỉ trong vòng một tuần qua, đã có thêm 17 nhà dân bị ảnh hưởng, sụt lún hai hố tử thần. Dấu hiệu này cho thấy mức độ rủi ro mất an toàn đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hiện tại thì sau khi có cái hiện tượng sụt lún thì huyện đã có những cái văn bản và có những khuyến cáo giao về cho xã để xã có những cái phương án là kịp thời, nếu như nặng hơn thì phải di dân ra khỏi cái khu vực đang còn bị sụt lún nứt nẻ, và lâu dài thì cũng rất mong cơ quan thẩm quyền kết luận và có cái hướng chỉ đạo cụ thể để huyện triển khai cho đúng cái hiện tượng sụt lún bây giờ. Hiện tượng cạn kiệt nguồn nước ngầm, đất sụt lún gây hư hỏng công trình nhà cửa của nhân dân và nhà nước tại xã Châu Hồng với tần suất ngày càng nhiều như hiện nay là rất đáng báo động. Hơn lúc nào hết, người dân đang mong mỏi các cơ quan chuyên môn nhanh chóng vào cuộc xác định nguyên nhân. Đồng thời huyện và xã phải có phương án di dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn một cách kịp thời. Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.